Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay cũng là những ngày còn những ngày trong tháng giêng, những ngày đầu năm Quý Mão, Quý Nguyễn Sài Gòn ở đưa giới thiệu với các anh em chúng ta hai sản phẩm combo, sản phẩm Bioner đến từ đất nước Nhật Bản. Đó là chiếc ống ly Bioner. Chiếc ống ly Bioner model của nó là 0012 A và đôi loa Bioner CS 755. Vâng, đầu tiên mình sẽ đi vào chiếc âm ly trước này. Chiếc âm ly này thì mình vâng như vậy thì cái âm ly BN0012 Class AB mình đã nói cụ thể với các bạn rồi. Các bạn nào có nhu cầu thì mình gửi qua Zalo những chi tiết hình ảnh nội thất bên trong nữa. Tại vì hôm mình thường thường mình làm một cái clip như vậy nhiều thứ lắm, nhiều sản phẩm lắm. Bây giờ mình giới thiệu đến cái con CD này, Sony 557SD. Con này thì quá là khủng rồi, con này từng nổi tiếng rồi, ba số năm rồi mới đến nó nha. Là con này xài rất rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Để mình lấy luôn cái nắp ra, mình đã tháo ốc sẵn rồi mà. Rồi mình đã lấy cái nắp ra rồi, các bạn nhìn thấy con này khá đẹp không, hai hồi gỗ và ở phía trong của nó thì cũng khá là đẹp. Cái miếng giấy này là mình tháo ốc ra, mình bỏ hai tăng phô. Nó nhũ đồng bằng rồi, các bạn thấy nhìn nhìn thấy cái chia đây khá đẹp phải không? Chia đây thì kiểm tra mắt rất dễ, ví dụ mình bấm lại vào này, con này nó cỡ 1-2 giây rồi ok nó nhận bài rồi đó ha, bài lại bài lại thì nó nhận rồi đấy các bạn. Cho nên là chia đây thì rất dễ xài nha. Và hôm nay mình giới thiệu với các bạn một đôi loa Bioner, model của nó là CS 755, đôi loa gần như là không có điểm trừ, phải nói là vậy. Model CS 755 này, con này có chiều rộng là 39, chiều sâu là 30 và chiều cao là 67, khá là đẹp, vuông thành sát cạnh, không có điểm trừ. Đây các bạn, khá đẹp. Công suất của con này là tầm quất 6,3 ohm. Đấy. Phía sau, phía sau thùng loa này có lép ray đúng không? Đây lép nè. Trái phải rất rõ ràng Và dưới sàn nhà đó là hai cái căn của nó. Tên tên zin. Ok, 755. Và các bạn xem tiếp cái này. Con này thì bắt 30 bao quay, chép đôm mid đôm các bạn này. Chép đôm mid đôm. Có hai cái nút tinh chỉnh này, bắt bơ quay, viền vải, màng giấy. Khi nãy mình chưa coi cái bắt bên kia phải không? Thì mình xem cái này rồi quay lại bên kia. Đây các bạn, khá là đẹp. Khá là đẹp phải không? Quay cái hình chỗ này có cái băng gỗ cùng hai chiếc này. Đây, các bạn xem cái băng gỗ khá đẹp phải không? Và cái bắt bên này này. Đấy. Ok, rất đẹp. Và bây giờ mình sẽ báo giá qua trước khi các bạn xem nội thất con này này. Đôi loa là 16 triệu 500 ngàn đồng. Chiếc âm ly 10 triệu và chiếc CD cũng 10 triệu nha. Và bây giờ mình xin mời các bạn xem nội thất của đôi loa này trước khi chúng ta muốn nghe một bản nhạc nha. Nội thất của đôi loa CX 755 BN. Vâng, sau khi chúng ta xem xong nội thất của cái đôi loa Bioner, bây giờ Quý Nguyễn cho nó nằm xuống này, mở sẵn ra luôn rồi, cho nó đỡ tốn thời gian. Các bạn chúng ta cùng xem nha. Hai cái bắt của nó cực kỳ đẹp ha. Hai cái bắt này màng màng giấy này, viền vải còn nguyên bản luôn. Khá là đẹp. Khá là đẹp. Đấy, các bạn nhìn xa này, hai cái so sánh phải không? Đồng đều rất đẹp. Rồi cái đáy của nó này, cái đáy của cái thùng loa, cái đáy thùng ấy loa quá đẹp luôn. Và nó loa không có điểm trừ. Đôi loa không có điểm trừ, rất đẹp. Những đôi loa Quý Nguyễn bán thì những cái giá Quý Nguyễn đưa ra rất là phù hợp tùy theo cái loa các bạn nha. Các bạn có thể nói ví dụ đôi loa này đôi loa kia giống nhau mà sao đôi loa này đắt tiền hơn, các bạn hãy suy nghĩ đi đâu, hãy suy nghĩ, hãy xem chất lượng của hàng nha. Đây là cái thùng các bạn nhìn thấy không, phía trong nó đẹp không, phía trong nó đẹp, cái bông này nó còn gắn nguyên trong này, mình không lấy ra để coi cái phân tầng đâu nha. Còn gắn nguyên trong này á, cái phân tầng nằm chỗ này nè.
Đấy, và cái thùng loa các bạn thấy không? Nó mới toanh từng cái dây loa, từng cái dây này. Đấy, cứng đẹp cỡ đó chẳng tha hơn vài triệu. Đấy, đây là cái mic nè. Mic các bạn thấy nó đẹp không? Quá đẹp luôn. Cái chép này. Đấy. Rất là đẹp, đồ của Nguyễn rất đẹp, mình tuyển chọn rất đẹp. Đây. Các bạn nhìn thêm khá đẹp, đồ khá đẹp, những cái dây loa rồi những cái chạm loa khá là đẹp đấy. Đấy, cái chép đó. Rồi. Đôi loa BONCX 755 này, đôi loa này chúng ta chơi được nhiều thể loại nhạc lắm, chơi karaoke cũng được nha. Vâng, bây giờ mình đóng lại để mình test hàng nha. Mình test các bạn nghe một đoạn. À, mình chưa coi cái đáy của cụ bắt chứ, quên, để các bạn chờ mình tí này, mình sẽ bê hai cái bắt cấp lại đã chứ. Mình sai sót. À, sai sót rồi các bạn phải xin nghi. Đây, cái cụ loa bên này này, các bạn xem trước, mình ấp cái cụ này lên luôn. Cực kỳ đẹp, đôi loa không có điện trừ. Đấy, các bạn, sườn nhôm. Đẹp keng luôn, không có điện trừ. Rất đẹp nha. Rồi, các bạn xem lại một lần nữa này, xem cận cảnh này. Cái sườn nhôm. Có cái tem đỏ, Pioneer thường thường có những cái tem đỏ như thế này. Rồi gắn cái model của nó, ví dụ như con này là 30 gạch 3739A. Đấy. 30 gạch 739A này. Đấy. Rồi ok. Bây giờ mình đóng lại nha. Xin mời các bạn cùng nghe một bản nhạc để biết được chất âm của đôi loa này. Từ đây.
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những clip lần sau.